không sao sao vô trên phép. Quay quá chỉnh hình nhọn nhọn đó. Tội nghiệp á. Đây, tụi tôi đó nè, nhìn đây tụi tôi đó nè. Tụi nói không? Được rồi. Nào, bước tới nữa. Bước lên, bước lên. Đó, em đó lên về nặng nha, nặng. Nóng quá, nóng quá. Từ từ. Người nửa tay thôi. Rồi, dìu vô đi, dìu vô từ từ. Đỡ bên, chịu bên. Sức bên, em cho xe qua. Rồi, nhìn đây, cái nhìn đây. Rửa qua luôn. Hai người nữ, hai người nữ đi, rồi hai người bưng vô đi. Nóng xe coi chừng ở dưới đóng. Rồi vô tới nơi rồi, không sao đâu. Lát về nhẹ không. Vô đừng có đứng lại, đừng có đứng lại. Một người làm được rồi, dễ hơn nhiều quá người. Chú quả là đưa lên rồi, chú ta xuống nha. Mâm đầu cao mình để bên đi rồi lát mình lấy xong mới lung ra. Ủa chứ không
cho nó để chầu cao lên cúng. Là khi ra nó còn đủ thứ lễ mới tới cái phần đó, cho nên là mình để nó qua một bên. Để cái chầu cao kế bên thôi, đừng để giữa, để nó làm lễ xong á, rồi bây giờ sắp đó, đó, đúng rồi, cho nó gọn. Vậy xin phép cho cô dâu ra được chưa? Sao đi không được. Cái này quá dữ. Cái này là giả chiến thôi. Cô dâu nhìn lên cô dâu ơi. Dạ theo đúng ra đó là họ nhà trai vô là phải ngồi ở bên này, nhà gái ở bên đây, nhưng mà trong cái sắp xếp của gia đình thì tôi không có biết, cho nên là cái cô dâu trong đó ra là qua nhà trai là đúng hơn, nhưng mà không cần mình để vậy đi. Tại anh không chịu nói chứ. Không bị luôn luôn mất cái vô ngồi không dám kêu ra. Không dám kêu ra. Anh chơi kiến thì nhà trai chuyên lên. Trai qua đây. Rồi bây giờ nhà trai tiếp tục tình nữ trang.
Rồi rồi cứ tình cứ nói đừng có nhìn qua đây cứ nhìn qua đây nhà gái. Coi như là từng món thì bỏ sẽ chú rể, đứng sát vào con dâu xíu, ok, ok. Chưa hết, còn tiền nữa nói luôn cho nó xong cái đã rồi chúng ta. Rồi bây giờ nhà gái mình đang tuyên bố nhận nữ trang đi để rồi. Chị đứng đi nghe bà Thu nói cái đã, Từ từ nó chờ hai người đeo. Bây giờ tao đưa chú dễ đeo đi. Rồi. Chú để dễ đeo cho cô đeo đi. Chị để lên vậy thôi. Đeo đi. Cô dâu nhìn ra đây nè, cô đeo tự nhiên đi. Rồi, cô dâu quay mặt ở đây nè, nhìn thẳng đây nè. Tươi lên cô dâu ơi. Chào cười cô dâu ơi, chú rể cũng vậy nha, hạnh phúc lên nha. Cười tươi lên. Chào cho cảm nhận nha. Lên lên nè. Lên cầm chụp mấy cái đi. Cái chậm chậm á.
mình cứ chậm chậm đi, không có cứ đeo bình thường cái khi mà tôi quay phim á hả, dạ cầm qua rồi mới đeo thôi chứ không có không mở khóa gì. Mở đi rồi cũng phải chồng qua đầu, đeo là phải chồng qua đầu đi, xin tiền phải chồng qua đầu. Có phần này mở là ba từ từ nghe nè, ba từ 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 cứ để kiểm tra cái bông bên này luôn đi, cứ qua kiểm tra luôn đi, kiểm tra đi không có cho rớt. Tao khổ với mẹ đi kéo căng ra. Bỏ ra sao hết đi. Là sửa công dây chuyền lại mà sửa công dây chuyền mà cô dâu nhìn lên cười tươi lên cô dâu cho vàng là phải cười lên nhá, vàng thì mắt nó rẻ đâu. tiếp tục lắc đi, giờ lắc để cái tay nào cô dâu, để tay nào, để cái tay ở trên bó bông, để lên bó bông ok nào đẹp rồi. Chị đứng cho hai đứa nó cúi đầu cảm ơn đó, rồi đúng rồi, rồi rồi chị mới xuống ghế rồi khoan, nhưng mà chị chưa ngồi chồng cái này chào chồng cái này sắp tiền nó bị sao bên nhà ta chồng theo cô dâu nhìn tiếp nhận, nhìn ông xã đang cô dâu, nhìn ông xã cười tươi lắm. Thằng là chút nữa, khoan từ bấm đi anh, bấm cái nét trước mặt. Từ từ nha, rồi. Rồi, mẹ ngồi xuống đi để cho chú rể cô dâu làm chồng nè. Cái này là phải chồng nhau nhận được nha. Cô dâu nhìn cho tiếp nhận cười rồi nhìn lên ông xã nha. Cầm chiếc nhẫn xây nghiêng qua xây chiếc nhẫn nghiêng cái tay qua cho thấy nè, nghiêng là hay làm sao phải nó dạng hết rồi, nâng cái tay cô dâu lên không dạng đó, không dạng dạ con cầm bó bông thôi, không có dạng lặng ra chú rể đeo tay nào, tay trái hướng qua bên này, tay trái cho được cái tay phải lên đó, đúng rồi rồi cô dâu cầm chiếc nhẫn này, hai đứa đeo tự nhiên nhìn nhau đừng quan tâm tới ai hết. Dạ cái tay hỏng lên đè bó bông chi không giữ vậy cái tay vậy. Vợ mừng cho thấy chiếc nhẫn nè. Nâng cái tay chú rể thì hôn chiếc nhẫn nha. Hôn chiếc nhẫn. Rồi xong.
Cho tiền là phải vui lên nha, cúi đầu cảm ơn, cười đàng hoàng, ok, cười tôi lên nè.
Ok rồi. Rồi cho nhắc nhở chút xíu, cho nhắc nhở chút xíu. Nhắc lại lần nữa là đưa một tay thôi nghe bà con, ai lớn tuổi đưa một tay thôi. Hôm nay kể từ giờ phút này theo phong tục của Việt Nam á là cô vô chú rể phải mời từng người chứ không phải là mời như đây không, nhưng mà hết giờ rồi nha, cho nên chỉ mời chú gia thôi. Nhưng mà khi mời đó, nếu mà cô dâu gọi ba hay gọi cha mẹ ba má thì... Chú để mời ba, ba vợ nè, mời ba, ba đây. Đó, cô xin mời ba, ba mẹ. Còn tiếp bên nữa, mời mẹ. Mời ba mẹ đi. Rồi, pháo đi, pháo nổ đi bà con ơi. Rồi, cô dâu đón rượu đi. Cô dâu đón rượu. Cô dâu đón rượu. Rồi mời đây, cô mời bán. Rồi mời hai bên thông gia bắt tay với nhau à. Rồi xong rồi hai kia. Rồi mời hai kia. Rồi mời hai kia. Rồi mời hai kia. Rồi mời hai kia. Rồi nhà gái mình tuyên bố cái lễ là xong kết thúc để nhà trai ra cái lễ đó vô à. Mời ông đại diện đứng vô. Mời ông đại diện đứng vô luôn á. Xong rồi. Xách vô xíu rồi bác. Bây giờ chắc cũng đã đến giờ mà bên nhà trai đi họ hàng cái gì dùng cái tên đi bó hết cái gì cái đó của cái chú đạo này chúng tôi ngày trân trọng cảm ơn tiếp đón trọng của họ để cho họ được trai xin phép để đưa cô ai bưng quả chuẩn bị một người nữa giống như tôi lại một người nữa giống như tôi hả tôi mừng. Thank you.
ai đói bụng thì ăn coi nha. Ủa sao chương trình có con bán dễ mà bà không nói bà sư đứng bên đây hả? Xin lỗi. Cho xe người ta qua đi, chạy qua đi, đừng có đứng ở đây chụp hình, ở dưới mình vô khung hình đó cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
ăn hai ly rượu đi rồi rồi hai đầu rượu hai đầu rượu để đâu hai rượu đâu rồi cô dâu chú rể đổi bên nha, đổi bên đây, đổi bên đây. Mời ăn xong trước. Mà rồi đấy. Mời hai ông cùng đi. Rồi, hai ông bắt tay nữa nha. Rồi. Chú rể quan tâm đang về chuyện đây á. Chú rể nhìn đâu là sau này nhìn lên mặt sẽ thấy không gì. Rồi, mỗi người một quen nè. Mời anh chú đem mời trước cho chú rể. Rồi, mời hai bà bắt tay. Rồi, nghi lễ của gia đình mình còn gì nữa không ạ? Dạ, nghi lễ của mình đã đến đây rồi. Chưa. Dạ, mong anh chú Anh tôi từ Bắc vào
Dạ. 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 Bốn người luôn là đủ. Đây là em của cô tôi trước từ dưới Cần Thơ lên từ sáng đến bây giờ. Dạ, cho vô. Còn này cũng là em của cô tôi từ ở trên Tân Sơn Nhì xuống. Rất là nhiệt tình đi từ sáng sẽ đến giờ. Chú rể, chú rể chắc giờ xíu chú rể. Tôi giờ xíu rồi hai bác đứng một hàng, còn hai bác phía sau là đứng luôn vậy. Đây rồi tôi là cái này từ lớn lên này đi ra máy này nằm một hai. Mẹ Mỹ đâu rồi? Đây. Đây là chị Tư của tôi. Đây là tên mình. Tên hôn. Có bầu bao nha. Chứ là không phải. Có Mỹ. Dạ đúng rồi. Chú chấp hẹn cái thằng rồi. Rồi, ba chị ba.